kính sự, dạ kính thưa bà Xuân và bà Chín. Vâng. Chùa làng ta đang trong quá trình chuẩn bị khánh thành. Vâng. Và nhân dân thôn nhà đang rất là mong chờ và để đón mừng cái sự kiện trọng đại lịch sử của thôn ta. Vâng. Mấy chục năm nay mới xây được một cái ngôi chùa hoành tráng bậc nhất ở khu vực này. Vâng, xin hỏi bác Xuân. Bác Xuân là trưởng ban khánh tiết của chùa làng. Vâng. Thì bác có cảm nhận gì, cảm nghĩ gì về việc xây dựng chùa làng và tình cảm nhân dân thôn nhà như thế nào ạ? Xin kính mời bác. Vâng, tôi thì rất phấn khởi mà được viên xã quan tâm đến thôn nhà, được sự của quan tâm đến của ông Chiến mà về xin được viên xã mà tu tạo ngôi chùa của thôn Chiến nhà, là ngôi chùa cũng sắp hoàn thành rồi, chúng tôi rất phấn khởi và cho thôn nhà. Dạ, và thấy con ba Chín thế nào ạ? Ba Chín có cảm nhận gì ạ? Tôi chỉ mong là ngôi chùa này nó xong rồi cho là nhân dân thôn nhà là dạ. Vâng, thế hiện nay các cụ trong thôn mình có tổng bao nhiêu cụ bà, hai bà nhỉ? Tổng cụ bà thì chúng tôi không nhớ được. Dạ. Nhưng mà cháu thấy là qua cái việc xây dựng chùa làng này là các cụ ở nhân dân thôn nhà rất là đoàn kết, đồng lòng. Và hiện nay nhân dân ta cũng đóng góp gọi là công đức được tổng bao nhiêu, khoảng bao nhiêu tiền hả bác Xuân? Đấy, nhân dân thôn nhà đã đóng góp và công đức khoảng hơn 1 tỷ. Còn lại là Sở Văn hóa Thông tin và Sở nhà tỉnh Bắc Ninh. Và sau đó là các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ. Và thế xin cảm ơn hai bà và chúc hai bà luôn luôn mạnh khỏe. Chúc toàn dân thôn ta là luôn luôn đoàn kết, gắn bó một lòng xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn em nhá. Ra vâng ạ. Quay cảnh chùa làng như trên mình. Dạ. Chị em tôi thì cũng có đôi điều là chị em tôi rất là phấn khởi. Dạ. Cho quê hương mình bây giờ tu tạo được ngôi chùa khang trang và tố hảo. Dạ. Để toàn dân ra làm lễ là quá tuyệt vời đấy. Dạ vâng, dạ thế xin chào hai bà. Vâng, vâng, vâng ạ. Xin cảm ơn cậu nhé. Dạ vâng, vâng.